là bài tập, bài tập các con nghe này, này. Các con làm cái bài tập này chưa? Bài tập thì làm rồi đấy. Mà bài tập này thầy chỉ nêu trên một kỷ niệm mà, như là trong cái đời sinh viên mà thầy học về dao động xa lắm rồi, cái thời đó nó dài hơn cả tuổi của các con. Khi thầy của thầy bảo như sau, cho cơ hệ như hình vẽ KM biết rồi, tìm chu kỳ. Lúc đầu khi thầy không hiểu, thầy bảo thằng này tìm chu kỳ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là phải kích thích cho nó dao động thì mới được chu kỳ chứ. Có nghĩa là cái hệ đó nếu cứ kích thích thì thời gian để thực hiện một dao động là T bằng 2P căn bằng 2 của M trên gì? K. Nên mới có câu chuyện mà chúng ta thế nào nhỉ? Đưa ra một bài toán, các con nhớ bài toán này không? Nghe nhá. Dùng hai lò xo mắc nối tiếp thì chu kỳ dao động là TN. Làm bài ấy chưa? Làm chưa? Làm chưa? Dùng hai lò xo mắc gì? Song song thì chu kỳ dao động là T gì? S gì? Hỏi nếu mắc thế nào? Không, hỏi nếu này mắc vật nặng đó với lò xo 1 với lò xo mấy? 2 thì chu kỳ là dao động là bao nhiêu? Làm chưa? Làm chưa? Chưa. À, mở vở xem nào. Có chưa? Thôi, bắt đầu ghi. Mỗi bài. Nhưng bài này được mấy bài nhỉ? 3 bài. Tại sao thầy nói 3 bài? Từ từ đã. Nếu dùng lò xo 1 mắc vật nặng có chu kỳ T1, nếu dùng lò xo 2 mắc vật nặng có chu kỳ T mấy? 2. Hỏi mắc nối tiếp hai lò xo và nối vật nặng thì chu kỳ là bao nhiêu ấy? Có hiểu ý điều không nhỉ? Tức có nghĩa là hoàn toàn không nói gì chữ kích thích. Bắt đầu ghi. Mỗi bài thôi. Một vật nặng. Dòng thứ nhất, nếu gì? Nối tiếp hai lò xo lý tưởng rồi treo vật nặng. Nối tiếp hai lò xo lý tưởng rồi treo vật nặng thì chu kỳ dao động là chu kỳ dao động riêng là TN. Được chưa? Ý thứ hai, nếu mắc song song hai lò xo rồi nối với vật nặng, mắc song song hai lò xo rồi nối với vật nặng thì chu kỳ dao động là TS gì? Hỏi nếu dùng vật nặng nối với từng lò xo, nếu dùng từng vật nặng nối với lò xo thì chu kỳ dao động là bao nhiêu? Nếu dùng từng vật nặng nối với lò xo thì chu kỳ dao động là bao nhiêu? Tức là hỏi T1 và T mấy ạ? T2. Các con có thấy cái điều kiện kích thích không? Người ta chỉ nói lò xo 1, lò xo 2. Nào, đọc cho thầy đáp số nào. Thực ra đọc cho thầy hệ phương trình. Hệ phương trình mà chứa đựng hai cái ẩn số đó. Ra chứ con. Gặp chưa? Ôi thầy chết rồi. Gặp chưa? Bài này gặp chưa? Bài này không dễ đâu nhá. Nếu thật sự mà chúng ta va xong mà nó cho 4 cặp đáp số thì bọn con tính thế nào? Đấy là kiểu của dao động tự do đấy. Sao con gái gặp chưa? Mới vào gặp chưa? Ứng lò xo tương đương bằng bao nhiêu? 1 trên gì? K bằng 1 trên K1 cộng 1 trên gì? K2, đúng không? Hai lò xo mắc song song thì K bằng tổng mấy K? 2K. Nào. Đi đi. Trắc nghiệm. Mời các bạn bỏ bút xuống, nhìn đây. Đây là lời giải bài toán. Thầy thường làm những bài tập mà một mũi tên bắn nhiều đích này. Thầy biết này. Xét trường hợp nối tiếp. Thầy có T1,
bằng 2 pi căn bằng 2 của m trên k1. T2 bằng 2 pi căn bằng 2 của m chia k2. Tn bằng 2 pi căn bằng 2 của m trên kn. Kn là độ cứng gì? Tương đương. Các con công nhận không? Bỏ bút xuống. Chưa quen học à? Và 1 trên kn bằng 1 trên k1 cộng 1 trên gì? K2. Nếu là bài toán xuôi, người ta cho T1, cho T2, tìm Tn. Bài này đầy dẫy trong các đề thi tốt nghiệp. Ra đáp số của Tn. Nhưng không. Đến đây các em để ý một chút, bình phương tất cả ba phương trình này lên và để ý cái biểu thức cuối cùng, các em sẽ có là T1 bình phương cộng T2 bình phương có đúng bằng Tn bình phương không? Như vậy, đây chính là một phương trình mà nếu cho biết T1, T2 thì suy ra T gì? N. Từ từ. Tiếp tục, nếu ta xét trường hợp là gì? Song song. Thì đây cũng là một bài toán khác. Thì T1, thầy vẫn viết lại nhé. T1 bằng 2 pi căn bằng 2 của M chia K1. Còn T2 bằng gì? 2 pi căn bằng 2 của M chia K2. Chẳng qua là viết lại thôi. T S thì bằng 1 trên 2, à 2 pi căn bằng 2 của M trên KS gì? Và KS gì? Bằng K1 cộng với gì? K2. Nếu em tỉnh táo bình phương lên nghịch đảo thì các em sẽ ra được là 1 trên T1 bình phương cộng 1 trên T2 bình phương bằng 1 trên TS bình phương. Đây gọi là hệ phương trình mấy? 2. Bọn con nhìn đi. Nếu bài thi cho T1, T2 và tìm TS thì đây là đáp số bài toán tích trên căn bằng 2 của tổng bình phương. Đúng không? Như vậy nếu đúng về lý thuyết thì ta giải hệ. Giải hệ 1, 2. Các em sẽ suy ra được T1 và gì? T2. Nhưng tôi lại mách là mẹo giải trắc nghiệm. Đừng giải hệ này. Giải hệ này chết. Các em ép 4 đáp số của bài toán cho hệ hai phương trình này. Đúng không? Biết chắc chắn là có phương trình này và phương trình này rồi. Các em ép hai đáp số thứ nhất, một cặp đáp số thứ nhất, phương trình thỏa mãn. Thử tiếp thứ hai, nếu không thỏa mãn bỏ luôn. 4 lần như thế còn nhanh gấp mấy lần là giải cái hệ phương trình khó khăn này. Như vậy vô tình bài toán này có 3 bài. Bài thứ nhất cho T1, T2 tìm TS. À TN. Cho T1, T2 tìm T gì? N. Bài thứ 3 cho T, T tìm T1, T mấy? 2. Bài này có tác dụng rất lớn vì trong đây có học sinh lớp 13. Đó là mạch dao động điện từ L gì? C. Dùng tụ 1, tụ 2 mắc nối tiếp, nối với cuộn cảm. Dùng tụ 2, tụ 1 mắc song song, nối cuộn cảm. Hỏi nếu chỉ dùng tụ 1, chỉ dùng tụ mấy? 2. Nó đây này. Có hiểu không? Thôi tự tóm tắt đi.